biệt. Hà Đan rất hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trong khi Thúy Vi dạy cách bào tiền bạn trai, Miu lại tự hào tuyên bố không ăn bám, khiến dân mạng rào rào ủng hộ. Dòng status mới đây của Miu đang nhận về rất nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, cô gái có tên Phạm Thị Thùy Dư, 31 tuổi, quản lý một trung tâm ngoại ngữ, nhận rổ gạch đá sau khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Theo đó xuất hiện trong tập năm 21 phát sóng tối 19 tháng 8 qua game show. 8X được sắp xếp gặp gỡ với nam khách mời tên là Lê Văn Nam, 35 tuổi, đang sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình, ngoài giới thiệu về bản thân, cô gái này cũng liên tục đưa ra các vấn đề liên quan đến chuyện tiền bạc. Đỉnh điểm của sự việc là nữ khách mời yêu cầu bạn trai tài trợ đi du lịch châu Âu, khiến nhiều người cho rằng điều này là quá vô lý và thực dụng. Tuy nhiên, đến cuối chương trình, nam chính vẫn quyết định bấm nút hẹn hò vì sợ cô gái bị mất mặt. Trong một bài phỏng vấn cùng báo chí mới đây, anh Nam tiết lộ cả hai chỉ dừng lại mức độ bạn bè sau một tháng tìm hiểu. Tuy vậy, ngay khi kết thúc chương trình, cô gái tên Thùy Dư liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì quan điểm thực dụng trong tình yêu. Và một trong những nhân vật lên tiếng bày tỏ cách nhìn của mình chính là Miu. Cách ít giờ trên trang cá nhân, Miu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bản thân kèm theo caption. Năm 2019 rồi, tìm đâu ra một cô gái không rượu bia, không chất kích thích, không đi bar, không ăn bám bạn trai, không đòi đi du lịch châu Âu và cũng không có bạn trai luôn. Ngay lập tức, dòng tâm sự này đã dẫn về hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận. Chỉ nhìn động thái này ai cũng biết Miu đang bày tỏ quan điểm phụ nữ cần độc lập về tài chính, không nên quá phụ thuộc vào đàn ông. Bởi từ trước đến nay, nữ diễn viên thiên mệnh anh hùng, nổi tiếng là cô nàng xinh đẹp đa tài và sở hữu khối tài sản cực khủng. Nhưng có vẻ như dòng trạng thái này khá nhạy cảm nên không lâu sau đó, Hot Girl Sài Thành đã quyết định sửa lại caption. Và cũng chính từ status cũ của Miu, nhiều người liên tưởng đến quan điểm trái ngược về tình yêu của Thúy Vi. Chỉ là ngay khi Bạn Muốn Hẹn Hò số năm 21 vừa kết thúc, Thúy Vi cũng đăng đàn dạy cô gái tên Thùy Dương cách bào tiền đàn ông. Chưa nói tới ngoại hình, xem xong chương trình em cảm nhận cách anh nói của chị không hề duyên. Chị đang muốn đối phương làm theo yêu cầu của mình mà chị không khéo chút nào. Đối với đàn ông, thay vì chị nói em thích du lịch, chỉ còn châu Âu em chưa đi, anh phải dẫn em đi, Thúy Vi sẽ nói. Em ít đi du lịch lắm, em toàn ở nhà thôi. Bản tính đàn ông thích thể hiện kiêu hãnh, chỉ muốn bào đàn ông thì hãy nâng người ta lên, đưa họ vào thế được thể hiện mình. Lúc đó chị vừa được thứ mình muốn, người ta cũng rất vui vẻ. Đi với bạn xách túi Chanel 70 triệu, đi với đàn ông xách Charlotte & K 1,5 triệu rồi nói. Em ít đồ hiệu lắm, em cũng thích những chiếc túi đắt tiền nhưng không có đủ tiền mua. Thậm chí nên khoe ở căn hộ 5 triệu chỉ vì không đủ tiền ở chung cư cao cấp. Hãy thể hiện sự mộc mạc, đừng thể hiện ta đây đối với đàn ông. Tư duy bào tiền chỉ rất khôn vặt, muốn được đàn ông lo tuyệt đối mà không khó chịu, hãy đưa họ vào thế được quyền thể hiện bản lĩnh. Đàn ông chết vì gái, một vài giây, nhưng chết vì phụ nữ khéo cả đời, Thúy Vi dạy. Ngay lập tức, Thúy Vi nhận về đa số chỉ trích, đa phần cho rằng tuổi trẻ tài cao giỏi như em được mấy người. Đúng là phụ nữ, mỗi người có một quan điểm khác nhau về tình yêu, thế nhưng họ cần thể hiện ra sao để người đàn ông của mình không rơi vào thế yếu là được.